Xin chào tất cả các mến rò của thầy. Chắc chắn trong quá trình học tiếng Anh chúng ta đã nghe đâu đó người ta nói về động từ to be. Vậy có bao giờ các mến rò thắc mắc động từ to be là gì và sử dụng như thế nào hay không? Vậy thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các anh chị các cấu trúc của động từ to be cũng như là cách xài nha. Nội dung này sẽ khá là dài cho nên sẽ được chia thành từng phần nhỏ. Nếu các anh chị không có thời gian thì cứ việc theo dõi từng phần nhỏ mỗi ngày một chút là đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các dạng của động từ to be nhé. Động từ to be không phải là một động từ, mà là một nhóm các động từ gồm có am, is, are, was, were, been, be, to be và being. Trong khuôn khổ của lớp vỡ lòng ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn các anh chị về am, is, are, was, were. Nếu mà các anh chị nắm được cách xài 5 động từ to be này là các anh chị cũng đã nói được rất là nhiều tình huống rồi đó. Để cho dễ thì em sẽ tổng kết các dạng của động từ to be qua cái bảng sau. Tùy vào thì và chủ ngữ mà động từ to be sẽ có những dạng khác nhau. Để nói về những tình huống ở hiện tại, chúng ta có thể sử dụng am, is, are. Tùy vào chủ ngữ mà chúng ta sẽ chọn từ nào nha. Nếu chủ ngữ là tôi thì động từ to be sẽ là am. Chúng ta có I am. Nếu chủ ngữ là anh ấy, cô ấy, là nó và những chủ ngữ số ít, tức là chỉ một đối tượng, một cá thể, thì chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là is. Chúng ta có he is, she is, it is, Anna is, Dương is, my mother is. Nếu chủ ngữ là chúng tôi, chúng ta, các bạn, bạn, họ, Tom and Jerry, Jack and Rose, chủ ngữ số nhiều, vân vân, thì chúng ta sẽ sử dụng từ are. Chẳng hạn, you are, we are, they are, Jack and Rose are, my children are, my teachers are, my friends are. Còn nếu như để nói về những tình huống ở trong quá khứ, thì khi chủ ngữ là I, he, she, it và những chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ dùng từ was. Mình sẽ có I was, he was, she was, it was, Anna was, Dương was, my teacher was, my mother was. Khi chủ ngữ là chúng tôi, chúng ta, bạn, các bạn, họ hoặc những chủ ngữ số nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng were. Ví dụ, you were, they were, we were, you and I were, my teachers were, my friends were. Còn để phủ định, chúng ta chỉ đơn giản thêm chữ not vào đằng sau các động từ to be này là được. Ví dụ, I am not, she is not, they are not, my mother was not, my friends were not, vân vân. Về các dạng rút gọn, các mến trò hãy xem phần phụ lục ở cuối nội dung này nha. Rồi xong rồi đó, phần cấu trúc chỉ có như vậy thôi. Nếu các mến trò buồn ngủ thì đi ngủ được rồi. Mỗi ngày học một chút thôi. Ngày mai mình lại coi tiếp những phần tiếp theo để biết về các cách sử dụng của động từ to be nha. Còn bây giờ nếu mà các mến trò thắc mắc cách sử dụng động từ to be như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo. Bởi vì không phải lúc nào mình cũng sử dụng động từ to be đâu nha.